bà muốn đấu với tôi hả bà già lũ đạn? Lần này để cho bà khỏi đấu. Cô đi nhát người ta mà cô còn sợ nữa. Thấy bé Na sợ. Trời ơi, không có sao đâu, yên tâm đi. Bé Na này là bé Na nước. Không sao không? Không có sao hết trơn, chuỗi á. Lỡ mà bà có sao thế là nhà ông ba tôi không để yên đâu. Nhìn mặt mà thấy ghét. Ê, mệt lo quá à. Nói gì nữa cô? Trời ơi, làm còn mà lo gì nữa mà lo á. Mình tranh thủ ngủ một giấc nha. Em thấy dạo này mình ít ngủ rồi đó. Tính ra đi mệt. Chị bà, con gì vậy? Mình ơi, em sợ lắm mình ơi. Bay đâu? Người đâu? Dạ có gì kìa bà, có gì không? Dạ. Con gì kìa? Dạ, đến rồi. Dạ. Ai bày cái trò này ra? Ba. Cái gì vậy? Mình ơi, em sợ lắm mình ơi. Thiêu hết dây nhăn, ra phòng cho tôi. Dạ, cây trước đi bà, cây trước đi ông. Dạ, đúng rồi bà. Đừng có sợ nữa, con tôi giờ không sao đâu. Có chuyện gì vậy bà? Có chuyện gì vậy mình? Bà ra đây. Con chưa biết nữa. Lấy cho bà Hai coi. Dạ, đây là bà Hai. Ủa, ai gửi gì hả? Gì má? Gì má? Dạ, đi liền. Còn bà thấy chưa bà Hai? Ai bày cái trò này? Cái gì? Ai đem vô phòng mà ba để chậm? Cái gì đâu nói vậy hả? Dạ bé Na. Cái gì? Ơi, bé Na hả chị? Bé Na gì? Bé Na là gì vậy đó? Là con rắn đó bà. Rồi. Ai ám ôn vậy? Ủa nhưng mà mình đang con em nó sợ đâu mình ơi. Có tôi đây rồi. Ủa chứ mà cái này ở đâu ra vậy mình? Bây giờ bà hỏi tôi. Chị Hai, em cũng không biết nữa. Em với lại mình đi vô phòng nghỉ ngơi thì em thấy nó nằm ở trong ngay cái gối. À chắc mấy đứa gia đình nó bắt chứ gì đâu mà. Có gì đâu mà mình thì phải bà. Rồi. Nhiều khi làm ác quá trời ấy. Bạc hả? Ủa. Rồi tôi hỏi là đứa nào đem vô phòng bà ba? Dạ con có. Dạ con biết nè. Ai? Dạ thì cái đứa nó cầm vô á. Ai? Là cái đứa cầm vô chứ con đâu biết. Nói như bà cũng như không luôn. Con nghĩ là tự bò vô ta. Đúng rồi, chúng ta tự bò vô. Nó nằm trong một cái bao mà. Là nó chui vô cái bao. Rồi xong rồi lại rồi. Đúng rồi, cũng có thể vậy ba. Thì gắn phải chơi với gắn thôi. Mình ơi, em sợ mình ơi. Con mình không có tự nhiên nào mà được cái gì cho nó. Phải có ai giúp tay vô chuyện này mà. Đừng để tôi phát hiện nha. Mà em thấy chị nó cũng có to tát gì đâu mình ơi. Đằng này nó nằm trong cái vỏ mà chị ơi rồi. Em sợ thì chứ con trong bụng em nó cũng sợ. Chứ nghe em thấy là nó thai thì nó bình thường. Con đằng này em đang mang thai con của mình nè. Mình sợ. Là bà ba hết hồn. Động tới thai nhi rồi sao? Thì vậy bà ba muốn cái gì? Thì chắc muốn làm nhục. Bà lão làm bị gì không vậy bà ba? Đúng rồi. Cậu hai nói vậy sao được. Dù sao cũng là em cậu hai mà. Mình phải tìm ra. Mình ra đây. Nhà mình có chuyện gì vậy bà? Ai bắt bé Na hỏi vô giỏ đó mà. Rồi tôi hỏi lần cuối là có ai không?
Ê, không phải như thế làm gì có ai làm đâu mà ta. Ai làm đâu, thì làm đi. Rồi tốt nhận đi con trai. Không, không biết gì hết. Con ông ơi. Ba đặt chị ba làm thay kìa. Ở đưa gì ba em đi. Dạ. Bây giờ đâu có chuyện gì nữa sao đâu ông ơi, bỏ qua đi. Vậy nhau không? Em thấy chị gà nóng với mình. Bỏ qua đi. Cái chuyện có chút xíu à. Cái chuyện chút xíu à. Có lần một cũng sẽ có lần hai. Ủa thấy chuyện lớn là sao? Sao em sống nổi ở nhà này hả mình? Con thấy nó cũng nằm ở trong cái tụng chứ nó chưa có bò ra ngoài mà ba. Đúng rồi, nếu mà đã thì bỏ thì cái gói rồi. Mấy bà để cùng giải quyết chuyện này cho ba. Thôi Khải con em đi thôi, đi. Bây giờ nhỏ mặt với tôi hả? Đi hết cho bà xăng. Phơi nắng cho tôi. Thôi mà mình. Dạ chưa? Bỏ đói hai ngày. Dạ xong con làm đúng không? Dạ đúng không? Ông ơi, con làm đó. Con lỡ dạy con làm đúng không? Có đúng gì không bà ai? Nói nặng là nói làm cho ai nữa. Con sẽ đông ra tội với con không? Thì sao mà dại dột nhỉ? Trời ơi, con lôi đó bà. Ủa? Mình ơi. Con với bà đâu có... có tính xung đột. Dạ không có đâu bà. Có tình hình với nhau đâu mà con phải làm cái chuyện đó đây. Tại con cũng thích bà nên con đem con bé Na vô đó bà. Đúng rồi, không thích đó. Nó nói vậy rồi chắc cũng vậy đó. Đây là tay áo. Con nhận bừa để bảo vệ cho ai đó. Dạ không có bà, cái này thật sự là con làm đó bà. Con không nhận cho ai hết bà. Dạ nghe đâu. Dạ. Bỏ cho mày phạt 100.000 không? Ông ơi, ông tha cho con đi không? Bà ta. Con làm đó. Gì vậy? Gì vậy? Không có đâu, con làm đó con. Không, con làm. Dạ. Con nói này nào. Con với cô là định bắt bé Na đặng con làm đó ông con là con làm bắt Dạ.
cô cũng được lắm. Ngoài mặt á thì dạ dạ thưa thưa, mà sau lưng cũng... Chị hai, chị nói gì vậy? Thì em là người bị hại mà chị. Thì đúng rồi. Em đâu có làm gì đâu. Em là người bị hại mà. Nhưng mà ông thương em cho nên ông mới bảo vệ em. Ông bảo vệ đứa con trong bụng của em. Đó là điều phải làm mà chị. Chị hai, em ở căn nhà này là do ông rước về làm bà chủ. Em nhỏ dai như chị thiệt. Nhưng mà cái người được thương bây giờ á là em. Thì chị cũng biết đó đa. Nhưng mà em gắng mà lo liệu cái thai trong bụng. Còn cái thai á thì ông còn thương. Mà hết cái thai rồi, không biết ông có còn thương em như cũ không đa. Nhưng mà em cũng có cách để bảo vệ con của mình mà chị. Khéo làm khéo nói ghê. Em cảm ơn chị hai đã dạy bảo à. Về vô nghỉ ngơi đi bà. Mày coi, rồi từ từ tụi nó cũng sẽ nếm mùi. Ây ha, ông ơi tha tôi ông ơi. Ây ha, ông ơi tha tôi đi ông. Cô Út mày, cô Út. Thằng Tư á, nó vậy luôn nè. Là bị gì? Là cái mông nó nở như cái bánh bao luôn vậy đó. Là nó thầy thầy luôn vậy đó. Nó thầu lừ ra vậy luôn nè. Ôi bà ơi, cũng tại con dạy dọn chi mà đấy liên lụy ra người ta gì trời. Cũng tại bà vú lôi nó vô chi không biết nữa. Bây giờ ông chạy ngoài. Thôi thôi cố. Trời ơi, ông hội đồng mới vừa nói là cố ở trong phòng không được ra ngoài. Cố mà cãi đi ra ngoài nữa là ông hội đồng cấm nữa đó. Thôi bây giờ có cách nào không? Để con chạy ra ngoài kia, con kêu mấy đứa đó đương tay nhẹ nhẹ được không? Rồi kể đi. À cô Út ơi. Cô Út ơi. Bà ơi. Thả cô Út ra. Bà thằng này bà đừng có đánh nữa bà. Ông ơi ông. Bà tha cho ông Tứ đi ông. Đúng rồi thôi. Rồi sao? Bà đừng có quên đánh nữa bà. Đúng rồi đó ông. Cái chuyện của ba giải gian nha. Không có liên quan gì tới con. Nhắc cô Út vô trong. Bà, cô đơn này bà đừng quên anh nữa bà ơi. Bây giờ bây giờ bà muốn lấy chồng phải không? Rồi bây giờ bà hứa với ông là bà đừng quên anh nữa, ông lấy cho bà coi được không? Con hứa nè. Ủa? Nếu con hứa thì ba không phạt nó nữa. Ông ơi. Sao? Ông phạt cô đi ông. Ông phạt cô đi ông ơi. Phạt nặng tay cho ông. Rồi con hứa. Con hứa bây giờ ba đừng quên anh nữa, con lấy chồng. Rồi đưa cô Út vô trong. Dạ. Đi thôi cô Út. Trời ơi, tự nhiên vì con bé Na mà lương duyên của hả cô Út tan giả. Sao vậy con? Mà sao con nói cho má nghe coi. Thì sao bây giờ con nghe lời ba lấy chồng. Thôi giờ con muốn nghỉ ngơi, má ra ngoài đi. Nghỉ thôi, cho cô đi nghe đi bà. Con đừng có suy nghĩ gì nhiều nữa nha. Bà yên tâm đi, có con ở đây với cô Út rồi. Bà đi nghỉ ngơi nghe bà. Vậy là mối lương duyên của con với cậu Thống tan rã luôn. Trời ơi trời, sao mà chơi khôn dữ vậy trời. Người ta lấy chồng bỏ tôi rồi. Không còn ở bên cạnh tôi ngày xưa nữa. Nói thương tôi. Út, sao mà anh nói vậy được? Cô... nói gì khác nào anh trách em vô tình. Tôi không có lấy cái gì mà tôi trách cô Út hết trơn á. Tôi thân phận ở đợ, tôi lấy gì tôi trách cô Út. Cô Út cũng đồng ý với ông hội đồng lấy người ta rồi.
đâu phải em ham tiếng mê tiền hay là tham danh phụ bạc đâu. Mà tại hồi nãy nó gấp cuốn chuyện qua kem hứa đại chứ em để bảo vệ anh chứ em có muốn lấy chồng đâu. Anh cũng biết tình cảm em dành cho anh mà anh Tư. Tôi kêu là để cho hoa động phạt tôi đi. Cô Út cạn rồi, cô Út hứa, cô Út lấy chồng. Cô Út biết lúc đó tôi đau lắm không? Em cũng đau vậy, chứ mà em không đau đâu. Nhưng mà anh đau một, em đau cái mười lắm. Rồi từ giờ tôi mua bánh rồi ai ăn bánh của tôi nữa. Thôi nè, để từ từ đi. Anh đừng có buồn nữa. Thôi, cô uống nữa. Anh mà buồn á, cũng xót. Thôi, đừng có buồn nữa mà. Vậy em gối quá à. Cô Út đừng có lấy chồng nữa không cô Út? Trời tôi thương, mà tôi nghèo quá. Anh đừng có nói anh nghèo, em đâu có... Đâu phải là chê anh nghèo đâu. Nhưng mà để tôi từ... Rồi đem... Thôi, bây giờ em... Đem nói tính là với ba. Anh đợi em nha.